có một cảnh cảnh đầu phim trong tập 1 luôn, thì là khi đấy là Lee có đi tiếp khách ở công ty và bị khách hàng sàm sỡ. Thì cái cảnh đó là khi mà Lee đứng dậy và cầm cốc bia xong hất thẳng vào mặt cái ông khách hàng đó. Cái con danh này, mày làm trò gì thế? Mày không muốn ký hợp đồng nữa à? Vì vẫn muốn ký hợp đồng với công ty nên tôi mới nhẹ nhàng với ông đấy. Nếu không, ông chết chắc. Danh, đứng lại. Con kia, đứng lại. Đứng lại. Ơ anh ơi, sao em hỏi VIP 5 ở đâu của anh? Anh không biết. Ủa? Thì khi lên phim thì mọi người sẽ nhìn thấy là cô Lin này hất một phát và người khách hàng kia bắt đầu quát lên. Thì ở ngoài Thùy Anh không hiểu là Thùy Anh khỏe như thế nào mà Thùy Anh hất cốc nước mà vỡ cả kính của chú luôn. Vỡ cả kính? Vỡ cả kính mà không có chạm nha, có nghĩa là lực hất nước và lực nước vào mặt. Thế là chú bị vỡ kính và chú bị chảy máu ở trên chân mày luôn. Và Thùy Anh cảm thấy kiểu rất là sợ, tại vì chú hơn mình một thế hệ. Vậy nên mình làm thấy rất là ngại luôn. Hoặc là có một cảnh mà cả nhà đang cụm ly uống rượu với nhau. Thì Thùy Anh cụm ly một phát, nó vỡ luôn cốc. Đó, thế là... Như bạn khá vụng về nè. Anh khá vụng về y chang Phương Ly luôn. Là một cô gái cũng vụng về đúng không? Đúng rồi, rất là vụng về và hậu đậu. Mà có nghĩa là Thùy Anh thì rất là nhiệt tình nhưng mà lại hay phá hoại kiểu như vậy. Giai đoạn nào mà giai đoạn cảm thấy là mình cảm thấy là thăng hoa nhất trong cái sự nghiệp diễn xuất của mình, Thùy Anh có nhớ không? Thời gian mà Thùy Anh cảm thấy thăng hoa nhất trong sự nghiệp diễn xuất thì cũng khá là lâu rồi. Đó là từ những năm 2019, là khi mà Đập Cánh Giữa Không Trung. Thời điểm đó Thùy Anh hóa thân thành nhân vật. Lúc đấy mình bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Thời điểm đó Thùy Anh hóa thân vào nhân vật Huyền suốt 2 tháng quay phim. Phải và thêm 2 tháng nữa Thùy Anh mới thoát ra khỏi nhân vật được. Vì bộ phim cũng là một bộ phim rất là mang nặng về tâm lý. Và cộng hưởng thêm những thành công của bộ phim sau đó. Những lần Thùy Anh được đi liên hoan phim nước ngoài, những lần lên nhận giải, lời ca ngợi từ tất cả mọi người. Thì tại thời điểm đó Thùy Anh nghĩ rằng nó là cái cột mốc đáng nhớ cũng như là cái sự thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Và hình như bộ phim đấy cũng là mang về cho Thùy Anh rất là nhiều giải thưởng, đúng không? Bao nhiêu giải thưởng tất cả? Thùy Anh có 2 giải thưởng quốc tế. Với giải nữ diễn viên. Nữ diễn viên chính xuất sắc. Chính xuất sắc. Bộ phim đấy tôi cũng nhớ đó cũng là bộ phim mà gây ra nhiều tranh cãi cho Thùy Anh, có đúng không? Sau đấy tôi thấy một loạt những bài báo được giật tít về những cái cảnh nóng trong phim, mà nó cũng đã ảnh hưởng đến cả một cái thời gian dài cũng như là hình ảnh của Thùy Anh với khán giả. Thùy Anh rất tự hào về bộ phim Đập Cánh Giữa Không Trung và tự hào về những phân đoạn trong bộ phim, tại vì với chị đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, tất cả những phân đoạn đó đều là những chi tiết cần phải có trong phim và không một cái nào thừa cả. Nên là Thùy Anh cảm thấy mình rất là cống hiến và mình rất là tự hào về bộ phim. Nhưng đến khi bộ phim đi ra, ngoài cái sự ủng hộ của mọi người thì lại có thêm những tựa đề báo và nói rất nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều ý kiến trái chiều và mọi người thấy sự thay đổi của một cô bé Phan Linh bộ tướng VA8 rất là trong sáng, đổi thành một cô Huyền mang đầy sự uất ức cũng như là đau khổ trong cuộc sống. Vậy nên là đó là 2 cái hoàn toàn khác nhau. Và thêm nữa là bộ phim lại là có nhiều cảnh nhạy cảm. Và tại thời điểm đấy thì Thùy Anh mới có 18 tuổi thôi. Vậy nên là cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Tại thời điểm đó Thùy Anh là một con người khá là tự ti. Đã tự ti rồi xong lại còn bị những cái thứ đó vào trong suy nghĩ. Thế nên mình càng tự ti hơn. Và thời điểm đó thì Thùy Anh cảm giác như Thùy Anh là một con ốc á, cứ chỉ muốn chui vào bên trong vỏ và không muốn cho thế giới biết mình là ai và không dám đứng lên bảo vệ bản thân mình luôn. Nhưng mà bây giờ Thùy Anh khác rồi.
Nhưng hồi đấy là mình làm thế nào để mình vượt qua được những cái nỗi lo, nỗi sợ cũng như là cái sự... Thùy Anh mới vượt qua nó từ mới năm ngoái thôi. À mới đây thôi đúng không? Mới đây thôi. Nghĩa là mình cũng nhờ điều gì mà mình có thể vượt qua được đó. Nhờ Thùy Anh tham gia vào chương trình Nhà Vô Địch. Nhà Vô Địch, đúng không ạ? Chương trình đấy là một chương trình về boxing. Và... Tại sao đúng không? Tại vì Thùy Anh thích thể thao. Từ trước đến giờ là Thùy Anh là một cô gái rất là thích thể thao. Thùy Anh cũng tham gia cuộc đua kỳ thú này, hay là sao nhầm ngũ này, đều là những cái chương trình mà cần thể lực. Cần thể lực và cần mình phải khổ. Thùy Anh rất là thích những chương trình như vậy để mình có thêm trải nghiệm trong cuộc sống. Và tại sao mà với một cô gái tự ti và không dám bảo vệ bản thân mình trong rất là nhiều năm, mà tại sao xong một chương trình, một trận đấu 9 phút lại thay đổi? Thì Thùy Anh sẽ nói với mọi người, có nghĩa khi mà Thùy Anh học boxing á, trước đấy Thùy Anh chưa từng học boxing. Thì Thùy Anh học boxing, Thùy Anh cũng còn năng khiếu và được mọi người khen. Và đến khi mà lên gần lên trên sàn, cái ngày lên trên sàn đấu, ngay trước lúc mình lên trên sàn đấu luôn, thì Thùy Anh mới bắt đầu suy nghĩ là mình lên mình có đánh thật không nhỉ, hay mình chỉ đánh kiểu vừa vừa thôi để nó vừa đẹp, với cả cũng không làm đau người mà mình đấu cùng. Thùy Anh đấu cùng với chị Băng Di, cũng là một người chị rất là thân của Thùy Anh. Thì mình một phần là mình không muốn là mình mạnh mẽ quá, mình không muốn mình đấm người ta đau, mình không muốn hết sức mình. Nhưng mà cái suy nghĩ thì trong tích tắc thôi, thì lại có một suy nghĩ khác là trận đấu này chỉ có 9 phút thôi, và tại sao mình không làm những gì mình có thể, tại sao mình không hết mình, tại sao mình không không cố gắng, tại sao lại sợ người khác đánh giá. Rất là nhiều câu hỏi đến trong đầu Thùy Anh. Thì ngay sau khi Thùy Anh vừa quyết định là được, trận đấu này mình sẽ chơi tới bến, thì cũng là tiếng keng bắt đầu trận 1. Và lúc đó thì trong đầu của Thùy Anh không suy nghĩ gì nữa, mình chỉ tập trung, mình thể hiện khả năng của mình. Và sau 9 phút đó Thùy Anh thấy sướng lắm. Thì đã, có nghĩa kể cả nó là kết quả thắng hay thua, thì Thùy Anh cảm thấy nó đã. Tại vì mình hết mình. Và mình không lo bất cứ một ai xung quanh đánh giá hay nhìn mình bằng một con mắt khác. Và ngay sau đấy thì Thùy Anh cảm thấy là mình phải sống như thế. Mình phải sống một cuộc đời nó mang nhiều cái cảm xúc mạnh mẽ như thế. Chứ mình không thể nào mình cứ lờ dờ, hay mình tự ti, hay mình yếu đuối, hay mình sợ mình làm này, mình nói này, mình nói kia, bị người khác đánh giá và nghĩ xấu về mình. Mình không nên sống như vậy nữa. Mình phải mạnh mẽ hơn, mình phải chiến đấu với bản thân mình hơn.